Let's go, anh em cùng đi ngắm Ninh Bình với cả Trang là tôi ví dụ cái góc này đúng không? Đấy, anh em thấy nghệ không? Đây, kiểu như này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái chất liệu mà nó cực kỳ đặc trưng của đất Ninh Bình luôn. Hello anh em, chào ngày mới. Đây là ngày tiếp theo tôi ở Ninh Bình anh em ạ. Hôm nay thì mình bắt đầu với có ý định lên Hà Nội, tại vì ở nhà sướng quá, ở nhà kiểu ăn cơm mẹ nấu ấy, xong cảm thấy rất là kiểu vui nên là mình bây giờ đang là 12 giờ trưa. Tôi quyết định đi cắt tóc thì sáng nay lúc tôi dậy là 9 giờ tôi mới dậy cơ. Tôi xuống ăn sáng này kia cái thứ xong rồi cũng bây giờ bắt đầu ngồi vào làm video để cho anh em xem một lúc thì tôi quyết định là mình phải đi cắt tóc thôi. Tóc dài quá trông nhìn chán lắm, với cả là để chuẩn bị cho buổi đi date tiếp theo anh em ạ. Vẫn là tiếp tục câu chuyện đi date với cả các bạn nữ của mình, không biết là mình còn phải đi date với cả bao nhiêu em nữa thì mới có người yêu đây. Khá là ngại, công nhận là độ tuổi 30 này nó đi chơi gái nó không còn kiểu quá là hào hứng nữa anh em ạ. Nhưng mà đấy vẫn câu chuyện là thôi, mình cũng vẫn phải đi thôi, để có người yêu thì cũng vẫn phải đi. Truyền cho những anh em nào mà đang ở cái độ tuổi như của mình tầm khoảng 28, 29, 30 hoặc là 30x thì các ông phải có đi chơi với cả gái đi, nếu không tôi bắt đầu đang cảm nhận thấy cái sự là kiểu độ tuổi của chúng ta là chúng ta sẽ có cái sự kiểu ngại ngại đi chơi với bọn gái, kiểu như bị kiểu mất thời gian ấy. Thật ra đấy mình kiểu làm việc này kia hơn đúng không, làm những cái việc mà kiểu như là đấy kiểu làm việc hoặc là có thể làm việc mệt rồi này kia thì lại muốn nghỉ ngơi chill hoặc là gặp gỡ bạn bè kiểu nói chuyện cái thứ cho vui đúng không. Cái kiểu đi đi date rồi tán gái thứ thì kiểu ở cái độ tuổi của mình nó bị kiểu nó quá lứa rồi anh em thấy chưa. Nhưng mà nhá, anh em không được ngưng cái việc là đi chơi với gái, bởi vì tôi thấy nhá, như góc nhìn của tôi thấy là phụ nữ sẽ là một thứ mà nó sẽ giúp xã hội phát triển, kiểu như là phụ nữ sẽ là một cái giới mà người ta sẽ phải tiêu tiền rất là nhiều, người ta cũng sử dụng rất nhiều các dịch vụ này kia, ngay cả cái tệp khách hàng của anh em mình thôi cũng là phụ nữ đúng không. Đấy, anh phụ nữ thích làm đẹp, phụ nữ thích kiểu tiêu tiền, nói chung phụ nữ sẽ là một cái nguồn mà kiểu như là mọi người sẽ kiểu giúp xã hội phát triển luôn đấy. Đó thì đàn ông mình, thì nếu mà đàn ông mình là những người mà kiểu cùng đang phát triển của xã hội ấy, thì tôi thấy là cái việc đẻ mà thứ nhất là nói chuyện này với cả phụ nữ, cái thứ hai nữa là chúng ta phải sao nhỉ, chúng ta phải hiểu phụ nữ một chút hoặc là chiều chuộng phụ nữ đấy, kiểu như thế. Nó là một cái điều tôi cảm thấy nó rất là quan trọng, vì ngay cả như nào nếu mình có người yêu này, hay là nếu như là mình làm việc với khách hàng của mình là nữ đấy, kiểu như thế, thì tôi thấy là nó cũng đều liên quan đến cái việc là mình cần phải biết cách kiểu nói chuyện với cả phụ nữ anh em ạ. Nhất là trong ngành ảnh của mình, tôi biết tệp khách của anh em như thế nào, nhưng mà ví dụ như tệp khách của tôi là đấy là chủ yếu là con gái thôi đấy, tôi cũng chụp cho khách nam nhưng mà chụp khá là ít, với cả con trai thì thường anh em mình sẽ dễ nói chuyện nhau hơn đúng không. Đấy, còn ví dụ như con gái thì đó, nói chung là mình cần phải nói chuyện với cả nhiều các bạn nữ hơn anh em ạ, không chỉ việc là mình đi date để có người yêu như tôi, mà chúng ta cần phải nói chuyện với cả các bạn ý để chúng ta biết cái nhu cầu, những cái mà các bạn ý cần và những cái tâm tư rồi nguyện vọng này kia, cái thứ của các chị em đó, để thêm phần kinh nghiệm cho mình trong quá trình mình có thể mình làm việc hoặc mình gặp gỡ các mối quan hệ mới như thế. Ok anh em nhá, bây giờ thì đi cắt tóc cùng Trang nào. Ở đây là một cái tiệm tóc ở Ninh Bình, thì trước đây mình khá là hay cắt đấy, cũng là một cái kiểu như là mình đến mình cắt, mình thấy các bạn kiểu phục vụ cho mình ok này kia ấy, thì mình cũng kiểu cứ hay qua đấy cắt thôi. Thì đấy cũng là một cái mà mình thấy nó rất là giống với cả cái việc là ví dụ như là trong những cái thời điểm mà dịch ấy, đấy thì mình như kiểu cá nhân mình nhá, thì những cái người khách quen ấy, người ta đã nuôi sống mình trong cái thời điểm đấy anh em ạ. Đấy, thì không biết anh em như thế nào, có nghĩa là chúng ta nên chuyển đổi những khách hàng kiểu lạ này thành khách hàng quen này, xong rồi là thân quen này, thì sau đấy chúng ta sẽ đỡ cần phải tư vấn nhiều, hoặc là khi đấy mình cũng đã có sự hiểu khách hàng hơn ấy, thì mình cũng không cần thiết mình phải tư vấn này rồi là mình phải luôn luôn đi tìm khách hàng mới anh em. Bởi vì bản chất là khách hàng dù người ta có là khách hàng mới hay khách hàng cũ thì đều là khách hàng, nhưng mà ví dụ nếu người ta mà là khách hàng cũ thì mình sẽ đỡ phải tư vấn hơn đúng không. Ok, đây cái tiệm tôi hay cắt là tiệm tóc phố anh em. Ok, chung mình thấy quán này có mấy anh em cắt rất là ok. Giờ này chắc các bạn đang ngủ, mình đến thì hơi vào giờ quá là trưa. Hello, sau một lúc cắt tóc thì tôi quyết định tẩy anh em ạ. 7-8 năm rồi mình không có kiểu tẩy tóc cái thứ gì cả, để xem mình tẩy tóc xem có kiểu ok nào mới hợp nhá. Thì tóc anh là tóc tơ đúng không? Giữa trung bình với tơ. Giữa trung bình với tơ. Thì tóc này thường thường à, okay. Như là không quá dày. Đúng rồi. Thường như kể cả mình nhuộm thường hay là mình nhuộm trên bồn cổ thì nó vẫn sẽ trôn nhanh hơn tóc, chiếc tóc to sợi ấy. Ừ. Gọi là dễ che đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thì sợi tóc nó to thì khi mà mình tẩy nó rỗng thì nó sẽ hút được nhiều màu hơn. Là màu như là tóc tơ này. Tơ này thường thường giữ màu khá là kém. Trong trường hợp là mình tẩy màu của trang. Hoặc là mình nhuộm thường hay là kể cả mình uống thì nó sẽ có cái độ nó trôi, nó sẽ trôi nhanh hơn. Màu trôi nhanh hơn. Vậy ví dụ khi mà cái tóc của anh ấy nó xuống màu ấy, mà ví dụ nó xuống màu nâu ấy, mà ví dụ anh muốn nhuộm màu khác thì nhuộm trồng tiếp đây là hình thức để mà khi anh... là mình có nền rồi ấy, thì mình có thể là mình nhuộm màu. À là đây là đang tạo nền. Đúng không? À ok, hiểu. Cũng kiểu là mình đang làm ra cái trang giấy nó sáng để mình tô màu vào. Ok.
Okay. Thì là sau khi tô hết da thì có thể có nhiều lựa chọn, có thể là mình nhộn tông như là nâu khói này, nâu khói, trà sữa, trà sữa, khói trầm, khói trầm, than chì, than chì, cái tông đấy, còn có xanh đen, xanh đen nhộn trên nền tẩy cũng sáng, nó xanh hơn là Ok, có nghĩa là ngoài cái việc cái màu nâu của nó khi mà nó xuống màu ra thì anh có thể nhuộm thêm một số những cái tông đấy trồng lên chốc, đúng không em? Đúng không? Ok. Thế là mình nhuộm sau khi nó trôi hết thì mình có thể nhuộm tiếp được. Ok. Nền nó cũng sáng để nhuộm những màu đấy. Những màu đấy thường thường nền đen thì sẽ không khó lên. Ừ. Đó, thì mình chơi vậy nó đỡ phí thôi. Ừ. Nào nó cũng trôi. Thế mà cái lúc đấy thì nó sẽ ra chân rồi đúng không? Ra chân chân kiểu chân đen đúng không? Ra chân đen thì thường thường là ra thì ra chân đen trong chốc luôn. Tầm 1-2 tháng ấy, thì nhộn nó sẽ không lộ quá là nhiều. Ok. Khi mà đấy như tóc em là nó nhộn nó có trầm nó trôi hết ra. Nhưng mà cái màu của em có phải là cái màu sau anh trôi ra là thành kiểu của em không? Sáng hơn. Sáng hơn. Sáng hơn. À, vậy thì cũng đẹp à. Màu này là anh lộn một khăn chì thì khi nó trôi ra nó ra lâu còn chẳng thường trên một bánh màu trôi ra thì nó sẽ bền hơn là màu. Cái cách em tính đến nó có dựa trên bánh xe thuần sắc hay nó trên cái gì? Cũng có do phần kinh nghiệm. À. Mình biết quy luật của màu sắc nó trôi ra thành màu gì. Đúng rồi. Ok. Tính theo khách hàng. Ví dụ như em muốn là màu anh nó bền thì em sẽ ví dụ như nhuộm màu khó nó như em vừa đưa anh nhé. Ừ. Có thể chấm hơn một chút nhưng mà thời gian trôi nó ra là nó sẽ lâu hơn. Tức là ví dụ như tầm khoảng anh chơi được 2 tuần đúng không? Mình nhuộm chấm hơn thì anh bộ tầm khoảng 2 đến 3 lần nó trôi ra đúng cái màu như vậy. Và sẽ chơi được tầm 3 tuần. Ok, nó sẽ bền là một cách để bền màu. Đúng rồi, okay. Mình sẽ chơi một chấm hơn một chút. Ví dụ mình tại vì nhộn... cứ gội là nó sẽ sáng lên. Đúng rồi, mình hiểu nó sẽ sáng lên, nó trôi bớt màu ra. À, thì okay, là trôi một lúc nhất định là nó sẽ bắt đầu là nó giữ tầm như vậy trong tầm 2 tuần. À, ok. Xong 2 tuần nó trôi. Vậy thì đạt đến màu của, ok. Cái đấy nó sẽ tính theo kiểu bền màu. Ok. Hay. Đấy, tất cả những gì mình biết mọi người đều biết. Đấy, một bài chia sẻ khá là hay. Mình nói với anh lỗi tí mà. Không gì đâu. Không, bây giờ anh thấy mọi thứ phẳng mà. Ví dụ như kiểu là những cái đấy ấy, nó chỉ là kiểu là em học của mọi tất cả mọi người thôi, hiểu không? Thực ra cái đấy là em chưa vậy. Chứ còn cái đấy thì chưa ai nhộn lâu người ta biết nhất. Đúng rồi, chứ có gì đâu. Anh thấy là mọi thứ nó phẳng hết rồi. Anh quen độ son. Bây giờ anh không thấy tí son nào luôn. Đúng rồi, nó chỉ vậy thôi. Giờ là chỉ việc vào màu thôi là xong. Ok luôn. Được, anh em thấy tóc của tôi nhìn được, trông nhìn khá là kiểu fashionista đấy, không phải là photo của rapper vlog nữa. Ok nhá, anh em chờ đón các công đoạn tiếp theo nhá, để xem là lát nữa tóc mình sẽ như thế nào. Bây giờ sau khi tôi để tóc này thì tôi sẽ mặc đồ luôn đúng không? Rồi, bây giờ vào tóc này. Ok. Bắt đầu vào màu em ạ. Như em ấy nói là rất là son, còn mình đang cảm nhận cái sự sót này, xem nó có bằng cái việc sót của một người yêu chia tay khi mà uội khi mà đi date cả một cô gái nhưng mà mình lại kiểu cảm thấy không hợp mà mình cảm thấy phí thời gian mà anh em ạ. Uội mẹ, em thật sự là quá là tệ quá không ạ. Vãi thật. Uội nó cứ như này em hay sao? Chỉ mất khoảng 5 phút đầu. Ôi vãi. Đó, tất cả những gì chúng ta cần là nằm bên kia nỗi sợ. Cố lên. Cố lên. Cố lên tôi ơi. Ôi vãi. Vậy chứ giờ quả này là nói sao nhỉ, cái cảm giác này là cái cảm giác mà đau nhất đấy nhỉ. Vừa nãy nhắm nháp chứ đúng không? Vừa nãy bình thường mà. Không, bây giờ thì đau vãi không ạ? À không, dần nó đỡ hơn một tí này. À thế bắt đầu kiểu cái da đầu mình nó quen với cả cái việc rát rát đúng không? Nên bỏ sống sót, cũng phải có thời gian để nó ngấm mà. Ok. Giống kiểu anh em đi xăm đấy. Đầu tiên nó bắt đầu kiểu đau đúng không? Đúng rồi. Dần nó quen quen với cả cảm giác đau đi là ok. Thì sướng ra. Ừ. Ui. Ai. Đấy. Các bạn nhớ nhá. Đau xong rồi sướng. Anh em bảo đấy. Đau rồi xong rồi sướng. Ui. Tê thật công ạ. Cảm giác mát mát luôn. Ừ, cảm giác tê vãi. Mát mát tê tê. Tê vãi em. Đúng lắm, vừa phải cảm giác này. Đúng rồi, đúng lắm luôn. Thế thực ra phải có một cái màn hình kiểu TV, mang cái iPad rất là to ở đây cho khách xem. Khách xem một cái gì đấy hiểu không? Cho quên đi. Quên đi sự đau. Là giờ là kinh phí nó chưa đủ. tẩy lông mày em thấy nó như nào? Mày thì mới làm mình chưa thôi. Chứ còn kiểu đấy là kiểu nó hơi bị khó lắm, với cả nó cũng hại. Nó không dành cho việc tẩy đúng không? Nó không mọc ra nhanh mà. Chả nhẽ mình phải cạo hết đi đúng không? Khi mà nó bị hỏng đúng không?
với cả mới tẩy xong mà sau nó trôi ra nó nhìn như kiểu mất luôn à, tại căn bản là nhìn nó màu trắng ấy. Ok ok. Xong nó dày tóc lên là nó ok. Được đấy bạn ạ. Được đấy. Ok đấy bạn. Đang muốn tóc rồi nhá. Ừ. Em cứ làm gì luôn, đẹp tới. Rất là dưỡng không? Vâng. Rất là tinh dầu trong tóc. Thường thường cái này sẽ dùng vào lúc hỏng thì nó tốt hơn là lúc khô. À, ngấm tốt rồi. Đúng rồi, thường thường người ta hay dùng vào lúc khô nhưng mà cái này nên dùng lúc hỏng. Từ lúc ẩm thì sấy nó đỡ bị bết hơn, như là nó bảo vệ còn nhiều. Sấy ok. Đã xong rồi đúng không em? Đúng rồi, chỉ có được quay video thôi. À ok. Bây giờ mình đã xong rồi anh em ạ. Anh em thấy quả tóc mới của mình không? Không ok la đấy. Đứng hẳn ra nắng không? Đứng hẳn ra đây. Ra đây này, được không? Anh có ngại đứng đắng đâu. Bây giờ anh lại đang là một thợ làm tóc ấy, nên là gặp ra anh thì có một cách rất là kiểu được không? Đấy, em làm quảng cáo ấy. Đây là màu tóc của mình khi đứng ngoài nắng anh em ạ. Anh em thấy thế nào? Ok la đấy. Đấy. Thấy không? Em có thấy tôi nên bỏ cái ảnh chuyển sang làm tóc không? Tôi thấy ngày này cũng hay đấy anh em ạ. Được cậu em chia sẻ cho câu chuyện pha màu cái thứ hay phết. Nói chung là khá có nhiều điểm giống với ảnh làm màu như ảnh em ạ, kiểu như là mỗi thợ sẽ có một kiểu cách pha khác nhau mà kiểu kiểu như thế, có một công thức ban đầu về màu sắc xong rồi từng thợ mỗi thợ sẽ kiểu pha mỗi kiểu này kia, khá là ưng em ạ. Bốn giờ anh em ạ. Vậy là hôm nay tôi có một ngày khá là thú vị. Anh em thấy tóc mới của tôi nào, tôi bật điện lên cho anh em. Anh em thấy tóc mới của tôi nào, cho ok chứ. Đầu tiên là mình định ra cắt thôi anh em ạ. Có một cái là mình cũng định làm từ một khoảng thời gian vừa rồi, và chính là mình muốn kiểu tẩy thử tóc lại, tẩy tóc. Đấy, sau khoảng 7-8 năm tôi không làm gì với cả mái tóc của tôi anh em ạ, ngoài việc chỉ có đi cắt không. Đấy thì tôi thấy cái lần tẩy này nó là một cái trải nghiệm rất là ok đối với tôi. Anh em thấy ok chứ? À chắc là đến đây thì mọi người cũng đã xem những cái video mà mình vừa làm tóc trong quá trình làm trải nghiệm. Đầu tiên mình rất là thấy đau đầu nhưng về sau rồi mình thấy quen. Nó là một cái trải nghiệm khá là thú vị anh em ạ. Hy vọng chiếc tóc mới này thì mình sẽ sớm tìm được em người yêu mới. Chứ không đi date nhiều quá tôi cũng rất lười anh em ạ. Ok, bây giờ chắc là mình về nhà đã anh em ạ. Về nhà xong rồi là mình sẽ đi thể dục, đi chạy qua. Mình đi chạy ở trên quảng trường thì mình thấy khá là vui vì trên đấy rất là đông. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi chạy ở quảng trường. Ok, anh em lại tiếp tục đi du lịch quảng trường với cả tôi nhá. Hôm nay thì tôi sẽ dẫn anh em đi. Hôm qua lúc mình đi chạy thì mình không quay, nhưng mà hôm nay mình đi mình sẽ quay cho anh em xem. Let's go, anh em cùng đi ngắm Ninh Bình với cả Trang nào. Ok, mình vừa về đến nhà rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ để cái mình cầm máy quay như thế này xong mình vào nhà xem là bố mình có bất ngờ vì cái chiếc tóc mới này của mình không. Ok, để xem. Đẹp trai đấy. Cái gì? Không, cái gì buồn cười. Em phải dùng tư duy mới cho bối cảnh cũ đi. Mẹ mình chỉ cười thôi. Nhưng mà mẹ hỏi tẩy tóc có đau không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tập thôi các ông ơi. Bây giờ đang là 5 giờ chiều. Mình mới nhận ra một điều là ở quê mình ấy, mà đi chạy bộ với cả đi thể dục thể thao vào lúc buổi chiều ấy, cực kỳ thích luôn. Bởi vì nó có quá nhiều khu kiểu như là để dành cho mọi người tập thể dục ấy. Chạy bộ rồi là thể dục. Cụ thể là bây giờ tôi sẽ đưa anh em đi một cái địa điểm view khá là đẹp luôn. Hôm nay nếu mà có hoàng hôn thì chỗ đấy lại càng siêu đẹp luôn. Ok, bây giờ đi thôi. Ok, để xem anh em đi đâu chơi nha. Quê mình thì cực kỳ nhiều chỗ để ấy luôn, chạy thể dục buổi chiều luôn. Hôm qua thì mình có đi ra quảng trường anh em ạ. Hôm nay mình nghĩ là mình sẽ ra cổng đá xem như nào. Đấy, hôm qua mình ở quảng trường thì mình thấy cũng vui. Thế hôm nay mình muốn chạy thử ở cổng đá xem style để hè nào. Đó, khi mà đi đúc ấy, sở thích đi đúc là gì đấy. Hôm qua lúc mình chạy đúc lại thì mình cảm thấy hơi bị không quen. Bởi vì chạy Zimbel 300 nó đang kiểu rất là nhàn nhã. Nhưng mà hôm nay đến buổi thứ hai mình chạy lại đúc thì mình cảm thấy là bắt đầu khá là quen. Kiểu như là mình đã quen với cảm giác nặng nặng của cái xe này hơn, của cái đầu xe hơn. Bởi vì Zimbel 300 chạy rất là nhẹ. Ok, mình cho mọi người đi lượn một chút ở cổng đá nhá. À, cổng đá bây giờ có vẻ khá ít người. Thì bây giờ hình như là không được ấy, hình như là không được bán hàng ở đây nữa. Ok,
Mình sẽ cho mọi người đi lượn một chút ở ngoài. Đấy, trước mặt mình đây là cái cổng đá Tràng An. Cái cổng đá này thì để đi vào trong mấy cái khu du lịch chỗ mình ấy. Đúng chứ, ở đây rất nhiều các quán ăn các thứ, nhưng mà không hiểu sao rồi hôm nay lại không còn quán ăn nữa. Chắc là do là bây giờ người ta không cho bán nữa. Thì mình nghĩ là chạy ở đây cũng sẽ ok, chạy ở đây cũng sẽ thoáng chill. Bởi hôm qua mình chạy ở trên quảng trường rồi ấy. Thế nay mình muốn chạy ở đây, nhưng mà có vẻ như chạy ở đây khá là vắng một cách kiểu quá mức luôn em ạ. Kiểu như là mình đi chạy nhưng mà vẫn là kiểu có người một tí cho vui, chạy chỗ này khá là vắng. Mình vừa nảy ra một ý tưởng là mình sẽ chạy xe qua một nó là một cái lát đi nảy. Và trước đây mình rất hay đi nảy ở Ninh Bình, mình sẽ gửi xe ở đấy là mình sẽ chạy sang đối diện, và chính là phố đi bộ của Ninh Bình, thì mình sẽ chạy sang phố đi bộ Ninh Bình. Ok nha, đi nha anh em. Này chúng ta sẽ có một thử thách, đó chính là cầm cả camera cả điện thoại đi chạy. Bây giờ tôi đi chạy và tôi phải cầm triệu đồ, tôi ngại lắm luôn đấy. Và hôm nay vì là tôi phải vừa quay ấy, nên là tôi sẽ phải cầm cả cam đi. Cô ơi, cháu để nhờ xe chú nhá. Cháu lại nhờ xe. Không biết mọi người ở đây không? Dạ vâng, hello bác. Cháu cứ tưởng bác không nhận ra cháu cơ. Rồi, dài. Cháu ở Hà Nội mà, nhưng mà vẫn hay về. Chỉ có cái là lâu rồi không sang đây chơi thôi. Vâng, chứ không hay về mà. Không, cháu ở Hà Nội, có một thời gian cháu ở Hải Phòng, cháu lại về Hà Nội. Cháu lại nhờ cái xe đi. Dạ, đấy, mọi người vẫn nhớ mình em ạ. Có nghĩa là mặc dù lâu rồi Trang không về nhưng mọi người vẫn nhớ. Trước đây mình hay rửa hình ở đây ấy, là mình hay ra đi chơi với mọi người, với cả hay ra nói chuyện với mọi người. Nên mọi người khá là nhớ mình. Ok, bây giờ tôi sẽ dẫn anh em vào phố đi bộ Ninh Bình. Ở đây thì tôi thấy nói chung là khá là đẹp ấy. Nói chung là nhiều cái để ngắm. Ok, chào mừng anh em đến với cả phố đi bộ Ninh Bình. Đây chính là khu vực phố đi bộ của Ninh Bình mọi người ạ. Hôm nay khá là vắng này, không biết tại sao hôm nay lại vắng như vậy, bình thường nó rất là đông. Thế sao hôm nay vắng vãi. Đây là sau mình ấy, phố đi bộ Ninh Bình. Đẹp không anh em? Ở đây anh em thấy có những chất liệu như thế nào và có thể chụp những cái gì? Đấy, hôm nay tôi đang định đi chạy thể dục ấy, nhưng mà kiểu để nói chuyện cả các ông thì tôi sẽ phải đi bộ một lúc. Đây ra đi thẳng vào trong phố đi bộ này, còn bên này nó sẽ là đi sang bên cái núi gì nhỉ? Núi Kỳ Lân anh em ạ. Đấy, lâu mình không về mình cũng không nhớ lắm. Đây biển phố đi bộ Ninh Bình. Mình sẽ cầm cam đứng trước chỗ này một kiểu để có gì mình lấy làm ảnh bìa đúng không? Đây. Ok. Đẹp không anh em? Ok nhá, anh em có thể về đây chơi nhá. Nhưng mà bây giờ trước khi về đây chơi thì hãy cùng tôi đi xung quanh khu này xem có gì nhá. Đây, bên này sẽ là rất nhiều những đồ ăn kiểu vặt các thứ. Buổi tối mọi người sẽ đi vào đây chơi rất là nhiều. Còn bên này thì bên này là những kiểu hàng quán các thứ. Kiểu như là mọi người sẽ vào đây rồi mua những cái đồ kỷ niệm các thứ ấy. Đấy, đây, những đồ kỷ niệm dạng như này. Vui à. Ở đây thì chất liệu mọi người thấy hợp chụp với cả gì? Tôi thấy rất là hợp chủ áo dài. Ninh Bình thì nó vô cùng nhiều những cái bố cục và những cái chất liệu thực kiểu là rất hợp với cả áo dài với cả. Đấy, kiểu dạng nha. Rất nhiều bố cục khung này rồi là điểm neo đối xứng. Đây, bên này khá đẹp này, những cửa hàng áo dài. Đây đẹp, và lưu niệm, trang trí rất là đẹp luôn. View khá là ok ấy. Các bạn thấy sao? Các bạn thấy ok không? À, bên này có một cái nhà hàng này. Đấy, nhà hàng dành cho những gia đình, những cặp đôi, cái thứ về Ninh Bình chơi. Đấy. Cái phố đi bộ này thì nó nằm ở giữa thành phố luôn nên là nó rất là tiện. Nó nằm ở ngay đầu thành phố chứ. Nếu mà các bạn đi từ hướng Hà Nội về thì nó sẽ nằm ngay đầu thành phố. Nó mọi người có thể search là khách sạn Tràng An. Đấy, nó nằm trong cái khuôn viên khách sạn Tràng An. Hoặc là mọi người có thể search là núi Kỳ Lân. Đấy, nó nằm trong cái khuôn viên núi Kỳ Lân. Đấy, nó có hai cái điểm để mọi người có thể cô gái cái này là gì ấy. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua này hả? Mình vừa bảo bạn là mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua, không có gì em phải kiểu quá là buồn như vậy. Nhìn bạn ngồi trên đấy ghê quá. Đây ở bên này nó sẽ có một cái nhà kiểu như này. Cái này chắc là mình nghĩ là đến mùa gì đấy mọi người sẽ diễn. Đấy, diễn cái thứ đấy. Có một cái bố cục khá hay cho mọi người xem. Đây có một cái bố cục kiểu ngồi xem. À, chỗ này chắc chắn là cái sân khấu. Ủa, chỗ này lắm đôi thế. À, các ông ấy dắt kiêu ra đây làm gì. Đây, chỗ này có một cái bố cục kiểu như là. À, có nghĩa là đây nó sẽ là một cái sân khấu rồi ạ. Đấy, thì mọi người sẽ ngồi ở phía này xem. Ok hết, khá là hay. Tự nhiên nó có một cái chỗ nước chỗ này trông cũng ok hết. Đẹp, để đi đây cho mọi người xem sân khấu này nhá. Đây chính là cái bách mà hôm trước tôi bảo cả mọi người rằng là. Đây chính là cái bách mà hôm trước tôi nói với mọi người rằng là. Tất cả những cái gì giống nhau ấy mà khi mà nó được đặt cùng nhau thì mọi người có thể chụp nó là một cái background rất là đẹp. Như cách của mình thì mình gọi là bố cục đồng đều. Đây tôi ví dụ nhá. Đây. Tôi ví dụ với góc này đúng không? Đấy, anh em thấy nghệ không? Đây, kiểu như này. Đúng không? Đây là nghệ đúng không? Đẹp luôn. Đó thì đấy cũng là một cách để mọi người có thể chọn background để mọi người chụp trong quá trình chụp. Thế. Hello mọi người, mình có một chiếc website phanchamphotographer.com ấy. Trên này thì mình có một số những sản phẩm mình chụp này, profile cá nhân này, stock free này, khóa học và contact cách kết nối với cả mình này. Thì trên đây ấy, mình có rất nhiều những stock free. Ở phần stock free này nha mọi người á, thì mọi người có thể lên đây để tải những stock này về và vọc màu này, rồi là làm brand and z-tot này. Ok mọi người nhá, mọi người có thể ấn vào từng cái
phần bài viết này rồi mọi người ấn tải về, nó sẽ ra một cái link driver rồi mọi người ấn tải xuống thôi. Ok, thì mọi người có thể lên đây xem và tải những cái hình này về để tập làm nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người tiếp tục xem vlog của mình ạ. Tiếp nhá, để đi tiếp tầng này xem nó gì. Mình cũng chưa đi hết trong khu này cơ. À, bên này không có gì cả. Bên này nó chỉ là bên này nó chỉ là mấy cái kho thôi, nó không có gì cả. Ok ok ok. Chỗ này đẹp quá nhỉ mà không có kiểu gì để chụp nhỉ. Vậy mới thấy là chúng ta cần phải có một cái chân tripod đấy. Để đi đâu chụp thế là tôi phải kiếm một cái tripod gì đấy trông nó kiểu chắc chắn nữa cả, nhỏ nhỏ tiện tiện một tí. Để đi đâu cầm chụp thôi chứ tôi đi đâu tôi hay đi một mình lắm, tôi không hay đi cả mọi người mà đi với cả mọi người. Nhiều khi mình là mọi người chụp ấy, nhiều lúc là mình cũng ngại, mình thích kiểu tự chụp thì sẽ ok hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên phần còn lại của cái phố đi bộ này nhé, xem nó là gì nhé. Đấy, đấy là khi mình đi vào trong phố đi bộ ấy. Còn nếu mà bên ngoài thì cảnh nó sẽ như này, sẽ có hai đường đi. Bây giờ mình sẽ đi nốt cái đường bên này cho mọi người xem. Một lát nữa mình sẽ đi qua cái cầu kia. Đấy là mình đi qua cầu kia. Bây giờ mình sẽ đi lối này trước. Lối này thì mình nghĩ đây nó mới là cái đường chính của cái phố đi bộ, kiểu như là mọi người sẽ đi bộ ở đây. Đấy, đi bộ khá đẹp đấy. Ở đây sẽ có đấy, pizza này. Ok, một số các quán ăn, đồ ăn gì đó. Đấy, mình xíu nha anh em. Múc cho gái cả. Quê anh đẹp không? Ok, thì ở đây nói chung là hầu hết ở đây là đều là quán ăn. Siêu nhiều quán ăn luôn. À đây là một số cửa hàng cho thuê đồ Việt phục. Đấy anh em thấy không? Hầu hết tất cả những cái địa điểm du lịch ấy, nó sẽ đều có những cái cửa hàng cho thuê đồ như này. Thì chúng ta có thể đến và thuê đồ. Hoặc là tất cả những cái đồ dạng như trong này ấy, nó sẽ phù hợp với cả những cái địa điểm ở đây. Mesua có mặt ở đây luôn. Chúng ở đâu có người thì sẽ có nhu cầu. À chỗ này có một cái biển là phố đi bộ hẹn gặp lại. Chắc là ở đây nó sẽ là hết phố đi bộ. Chỗ này nếu mà đi tiếp thì cũng ok ấy. À, chắc là mình sẽ sang bên kia ấy. Mình sẽ sang bên kia. Xong rồi mình sẽ đi sang bên này, mình chạy một vòng ở đây luôn. Mình sẽ đi đến điểm kia là mình kết thúc video với cả mọi người nhé. Xong mình sẽ chạy một tí. À, có vẻ hôm nay không quá là đông khách. Với cửa hàng thuê đồ rất đẹp em ạ. Bàn ghế rất là kiểu chill luôn nhỉ. Đây có một cái cây nằm ngang khá hay. Đây chính là những cái đặc điểm lạ tại địa điểm mà mình thường mình đi chụp mình hay rất hay kiểu đây, ví dụ như cây này. Không, tự nhiên kiểu tất cả những cây nó sẽ là kiểu thẳng đứng đúng không? Xong tự nhiên nó có một cái cây nó đổ ngang thì đấy nó cũng là một cái địa điểm. À đấy nó cũng là một cái đặc điểm kiểu nổi bật của địa điểm ấy. Thì ví dụ đối với những anh em mà thích chụp theo kiểu là không quá là những cái địa điểm mà quen thuộc ấy, giống cả mọi người chụp ấy, thì anh em có thể chọn những cái chất liệu dạng như vậy. Ví dụ như bình thường anh em đến đây chụp áo dài thì chọn những cái kiểu khung cửa như này đúng không? Hoặc là có thể chọn những cái đèn lồng như này đúng không? Đấy thì có những anh em lại thích chọn những cái kiểu cái những cái background nó kiểu lạ hơn thì anh em sẽ chọn những cái ví dụ như kiểu đấy. Cái cây đổ như thế nhỉ, hoặc là những cái background theo kiểu nó có sự khác biệt với những cái chất liệu bình thường mà khi đến tại địa điểm đấy nó khiến mọi người nhớ tới ấy. Thì ví dụ như cây đấy, mình ra góc này xem, góc này mình thấy nó cũng là một góc cực kỳ hot ở đây luôn, cho anh em xem. Siêu hot luôn, đẹp không? À góc này mình nghĩ là nó là một cái đặc trưng của cái phố đi bộ này đấy, rất là đẹp. Ô, em thấy đẹp không? Siêu đẹp luôn nhỉ. Đấy, ví dụ mấy cảnh thế lại như này mà đứng đây mà chụp áo dài hoặc là mặc mấy đồ kiểu Việt phục đúng không, quá là đẹp luôn, xuất sắc, cực kỳ nhiều điểm neo luôn. Nếu anh em nào mà chưa biết là cái điểm neo là cái gì thì hôm trước cái trong livestream mình có nói là cái bố cục mà mình được gọi, à mình hay gọi nó là điểm neo, tất cả những cái gì được treo bên trên hoặc là nó xuất hiện thì cả 1/3, 1/3 ở bên trên. Đối với mình thì mình sẽ gọi nó là điểm neo. Đấy, ví dụ như kiểu mấy cái đèn lồng này. Đấy, bây giờ chúng ta đang đi qua chiếc cầu để nối sang bên núi Kỳ Lân. Bên này thì mình thấy có một cái Highland Coffee. Ninh Bình mình thấy có hai cái Highland rồi. Thực ra mình thấy bây giờ Ninh Bình nó chả thiếu cái gì luôn đấy. Nên là cái việc là nếu như mà có anh em nào mà đang làm photo ở Ninh Bình thì tôi nghĩ là các bạn hãy khai thác thật nhiều thứ đấy nhở, vì Ninh Bình nó có quá nhiều thứ để khai thác. Đấy, một hai lần này. View ngồi rất nhiều view, có cả trên tầng đấy, rất nhiều view, chill thật. Mình ra góc này quay mọi người xem, khá là đẹp ấy. Nhìn cảnh ở đây tôi lại muốn đi chụp vài bộ áo dài quá anh em. Anh em thấy tình không? Đẹp vãi luôn nhở, xuất sắc. Anh em xem mấy quả thuyền này. Đấy, ví dụ như kiểu thích chụp mấy kiểu lạ lạ hơn mọi người ấy, thì mấy quả như này mình có thể xếp cụ thể xuống đây đứng luôn, ví dụ thế thì mình sẽ có những góc nhìn mới, tạo xếp những cái dáng mà kiểu như mọi người sẽ kiểu không làm những cái dáng đấy, chọn những cái địa điểm, chọn những cái góc, chọn những cái chất liệu đấy mà mọi người ít lấy vào trong hình ấy. À chắc chắn là những cái hình của mình nó sẽ khác với cả mọi người ấy. Đấy là một cách đấy, hoặc là ví dụ như cái vách núi này mình thấy có một cái khá là hay. Như hồi xưa mình đi chụp nhá, mà là mình rất hay mình tìm mấy góc kiểu vậy, kiểu như là những cái góc mà mọi người sẽ có thể không vào ấy, hoặc là mọi người kiểu không đến ấy. Đấy thì mình rất hay lựa chọn này, ví dụ như đây cho mọi người xem góc này xem. Đấy, ví dụ như cái núi xa này đúng không? Đấy mình có thể là ví dụ như nhìn này mắt thường mình thấy đẹp không? Mình có thể để chủ thể đứng hẳn lên trên kia luôn, dùng một con tele chụp lên. Tự nhiên cái này nó là đường dẫn rồi. Hoặc là đây khung, hoặc là sử dụng cái hang này làm khung, hoặc sử dụng cái ánh sáng kia làm điểm nhấn kiểu dạng như vậy. Hoặc là đây mình sẽ cho mọi người nhìn một góc của cái này nhé. Nó là một góc đối xứng rất là đẹp. Tôi thấy bình thường ít anh em hay chụp kiểu này. Đây, nếu tôi đứng góc này là góc cam này đúng không? Đấy, anh em hiểu ý cái góc đối xứng tôi nói đúng không? Đấy, rất là đẹp. Tiếp nhá, tôi sẽ đi tiếp sang bên này. Đẹp quá. Kiểu như là mình cũng muốn tắt cam ấy, nhưng mà đẹp quá nên thôi mình không tắt, mình sẽ cứ để cái này đi. Ok, bây giờ ra đoạn này cũng là một đoạn siêu đẹp luôn. Đấy, đỉnh luôn. Đoạn này thì gọi là góc kiểu sao nhỉ? Rất là đặc trưng của Ninh Bình luôn rồi. Rất là đẹp. Đấy, nhìn từ phía sau mình cũng đẹp đúng không? Đấy, hoặc là nhìn theo kiểu phía trước mình cũng đẹp. Đúng ra hôm nay mình phải đem mấy gậy ấy, nhưng mà nó đã quá cồng kềnh rồi. Nên là mình không mang gậy đi. Tại check-in gái
anh đang đi chơi ở gần nhà anh ấy, anh đang ở Ninh Bình mà em thấy quê anh đẹp không? Mình vừa check in cho gái cái lần này đang nói chuyện khá nhiều em, kiểu đến đến mùa ấy em ạ, đến mùa kiểu yêu đương. Anh mà này thì bối cảnh nó tương tự giống cái đình kia thôi đấy, đúng không? Nhưng mà mình có thể nhìn nó theo nhiều góc. Ví dụ như tôi mà đến những địa điểm thoáng nhà ấy thì tôi rất hay có một cái kiểu là ví dụ tôi đứng gần này thì tôi nhìn background sẽ nhìn nào bằng tiêu cự góc rộng nhỉ, đúng không? Và tôi đứng xa thì tôi sẽ sử dụng tiêu cự 50, tiêu cự tele, tôi nhìn thì cái background nó như thế nào ấy, kiểu dạng đấy. Hoặc là tôi sẽ sử dụng góc máy trên, góc máy dưới các thứ để tôi sẽ lấy làm sao để cho những cái bố cục mà khi mà tôi chụp thì nó sẽ mỗi ngày mỗi kiểu đấy, để cho kiểu như là mình phải đi chụp ở những địa điểm này thường xuyên đi, nhưng mà mình cũng sẽ không có sự nhàm chán bởi vì hiệu ứng tiêu cự và góc máy cộng thêm, nên là mỗi ngày mọi người đến những địa điểm dạng như này thì tất nhiên là nó còn theo kiểu hướng sáng đó. Hello mọi người, mình có một chiếc website fanchamphotographer.com ấy, trên này thì mình có một số những sản phẩm mình chụp lại, profile cá nhân này, stock free này, khóa học và contact cách kết nối với cả mình này. Thì trên đây ấy, mình có rất nhiều những stock free, ở phần stock free này nha mọi người á, thì mọi người có thể lên đây để tải những stock này về và vọc màu này, rồi là làm brand and t-shirt này. Ok mọi người nhé, mọi người có thể ấn vào từng cái phần bài viết này rồi mọi người ấn tải về, nó sẽ ra một cái link driver rồi mọi người ấn tải xuống thôi. Ok thì mọi người có thể lên đây xem và tải những cái hình này về để tập làm nhá. Ok mọi người rất là nhiều, mọi người tiếp tục xem vlog của mình ạ. Có những ngày trời nắng rất là to, có những ngày trời không hề nắng to đâu đấy, thì đấy là một cái mà tôi áp dụng để trong quá trình tôi chụp là tôi sẽ có những cái góc nhìn mới và có những kiểu ảnh mới. Ok đây, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái chất liệu mà nó cực kỳ đặc trưng của đất Ninh Bình luôn. Đây là chính là những cái chiếc thuyền này. Như ở Ninh Bình mọi người biết đến Ninh Bình ấy, thì chắc chắn mọi người không thể nào mà không biết đến những cái thuyền. Những cái thuyền này nó ở Tràng An rất là nhiều đấy, và trước đây mình bản thân mình ở Ninh Bình mình đi chụp mình cũng chụp rất nhiều với cả những cái thuyền kiểu dạng như này. Như ví dụ góc này đối với mình ở Ninh Bình là một góc rất là lạ đấy, bình thường mình sẽ không bao giờ mình biết là ở đây có nhiều thuyền như này. Thì ví dụ là với góc này thì tôi lại nghĩ đến một cái như này, thật ra là với cái cách nhìn góc này thì nó rất là tương đồng với cả cái vừa nãy mình nói với anh em, tức là tất cả những cái gì mà nó nằm cạnh nhau đúng không, thì nó được coi là một cái background để mà chụp, tức là background đồng đều. Thì ví dụ như trong trường hợp này đúng không, đấy nó rất nhiều cái thuyền đúng không, thì nó cũng tạo thành cho mình một cái background đấy. Với cái góc này thì tôi thấy là ở địa điểm có một cái hay là cái điểm này nó đang là một cái điểm đứng mà tôi có thể đứng cao ấy. Thì tôi sẽ rất hay kiểu tận dụng những cái ví dụ góc cao này để tôi bấm những kiểu từ trên cao xuống. À, ví dụ như anh em nhìn thấy góc này xuống không? Rất là đẹp. À, kiểu thế. À, một tip nữa cho anh em chụp là anh em có thể là sử dụng những cái điểm đứng tại địa điểm ấy để mình luôn luôn mình tạo ra một cái góc nhìn mới trong quá trình mình chụp. À, và tôi thì luôn luôn tôi có thể là tôi không mang thang đi đúng không? Tôi không mang ghế đi để tôi đứng lên, nhưng mà tôi rất hay kiểu sử dụng những cái điểm cao ở địa điểm như này để tôi đứng lên thì tôi sẽ có những góc kiểu từ trên xuống kiểu dạng như vậy. À, đây là một cái góc mà ngày xưa mình kiểu siêu hay chụp luôn. À, ngày xưa cái chỗ này nó là một cái kiểu nhà cũ, xong rồi là nó có mấy cái kiểu lan can với cả cái hòn đá này đây. Hồi xưa thì nó không có nước ở đây đâu, nó chỉ có lan can này thôi, nhưng mà nó là một cái nhà mà kiểu nó bằng gỗ ấy. Bây giờ thì nó đã được làm lại trông nó kiểu hiện đại hơn rồi, nhưng mà hồi xưa cái góc này nhá, nó là giống nhiều là 100 đôi cưới ở Ninh Bình thì phải đến 90 đôi là mọi người sẽ chụp áo dài ở đây. Đấy, nó là một cái góc kiểu siêu kiểu hot luôn, kiểu như là rất nhiều người biết đến luôn. Và bây giờ thì nó đã thay đổi theo kiểu là hiện đại hơn rất là nhiều. Hoặc là những cái góc kiểu dạng ở ngoài như này. À, ví dụ như này, những góc này hồi xưa anh em sẽ chụp kiểu ra ngoài, em thấy giống kiểu Hồ Gươm không? Đấy, Hồ Gươm thì nó sẽ có cái nhỉ, tháp rùa phía xa đúng không? Nhưng mà ở đây nó không có tháp rùa thì nó lại có những cái kiểu lá cây là xuống nhà. Đấy, cũng hay. Đó là một cái rất là đặc trưng. Đây, đâu rồi? Lúc này ngày xưa tôi chụp áo dài nhiều vãi luôn anh em ạ. Đây, nói chung là hôm để đỡ chán, nhàm chán thì hôm thì chụp 35, hôm chụp 50, hôm chụp 85. Đây, nói chung là luôn. Đấy, luôn luôn là đây, hôm thì 35, hôm thì 50, hôm 85. À, đây góc này. Đây, góc này. Đây góc này, nó có một cái đỉnh. Đấy. Là luôn luôn là mỗi lần mình đi chụp ở Tràng An về là ví dụ đến chỗ này là mình kiểu gì mình sẽ vào đây chỗ dài, luôn luôn là như vậy luôn. Nếu mà ví dụ 10 đôi thì phải 8 đôi thì sẽ như thế, là mình đi sang bên này xem có gì đấy. Thôi nhá, chắc là tôi sẽ tắt cam một lúc rồi, tôi sẽ đi chạy một vòng đã cho kiểu khỏe lên tí. Mình có một cách tập rất là đơn giản thôi đấy, mình chỉ cần một không gian nhà thôi là mình có thể tập được. Hôm qua có vẻ là mình chống đẩy hơi quá sức, hay là hôm nay hai bên này của mình rất là đau. Sao là hôm nay mình đã chạy thôi, mình không chống đẩy nữa. Đoạn này còn có một đoạn kiểu rất nhiều đồ ăn vặt kìa. Nói chung là chỗ này để mà đi chơi mình thấy là siêu đỉnh luôn. Để mình gửi đoạn này cho cô gái đang nhắn tin cho mình xem. Em ơi, anh thấy đoạn này có cả một đoạn kiểu rất là chill luôn. À, rất nhiều quán ăn các thứ luôn này. Đỉnh vãi các bạn ạ. Wow, đỉnh thật sự em ạ. Wow, chỗ này còn có cả một quả cầu luôn. Vãi. Sao bây giờ ở đây là đỉnh ấy hả? Thế sao cái cầu này nó lại không liền vào nhau? Tại sao phải nói là những chiếc view của này ấy mà để mà đi kiểu hẹn hò thôi, đúng bài luôn đấy ạ. À, cả tô tượng các thứ luôn. Đấy. Bánh cá Hàn Quốc, một chiếc bánh làm mưa làm gió. À, bánh cá Hàn Quốc. Xong thời tiết lại đỉnh nữa. À, đằng kia có một cây cầu, bây giờ mình sẽ đi ra đấy xem. Ủi vai, tại sao lần này tôi về quê cái cảm giác về quê của tôi nó lại kiểu đã thế nhở? À, mình đang đến chiếc cầu mà mình vừa chỉ rồi. Có vẻ như cái cầu này nó chỉ là một cái cầu để bắc đi qua sông thôi.
Nhưng mà với cái kiểu cầu thế này ấy, thì anh em có nghĩ đến Hội An không? Như tôi đang nghĩ đến Hội An anh em ạ. Bởi vì tôi thấy cái cầu này nó khá giống mấy cái cầu ở Hội An luôn. Rất giống. Hay phết. À bên này bắt đầu mình thấy một số các quán nhậu anh em ạ. Bia. Mình thì không đam mê món nhậu nhẹt bia lắm. Nhưng mà thấy cũng ok đấy. Uầy, bên này mà kiểu mọi người nhậu thì đỉnh chóp luôn đấy. Kiểu về Ninh Bình chơi, book một cái phòng gần đây nhưng mà đi ra đây chơi nhậu nhé, hẹn hò cái thứ này kia, đỉnh phết. Có ai không gian sống đỉnh đấy. Tôi lại bắt đầu thấy thích Ninh Bình rồi đấy các bạn. Có khi nào mình về Ninh Bình không? Chứ mình thấy không gian sống này nó cực kỳ kiểu phù hợp với cả kiểu mấy người làm mảng kiểu nội dung như mình luôn đấy. À, đáng sống ấy. Kiểu này chắc là một tháng về quê 2-3 lần. Bắt đầu sang đây mình đã thấy kiểu mọi người đi bộ nhiều hơn. Bên này thì những cái gian hàng này thì được sơn màu xanh, xanh sẫm, xanh kiểu bộ đội. Trông cũng khá là kiểu rất nhiều đồ ăn vặt, chè các thứ, hoa quả các thứ. Uầy, đỉnh. Đoạn này có một đoạn kiểu cuối phố đi bộ anh em ạ. Hoặc là nó là một cái đường còn lại của phố đi bộ thì mình thấy là cũng có khá nhiều các quán. Có khá nhiều các quán bán đồ ăn này, rồi là đồ chơi này, đấy, phục vụ cho các bạn nhỏ, đồ ăn vặt, đấy, khá nhiều đồ ăn luôn, đấy, rất là đồ ăn. À, chỗ này có một quán cà phê cũng khá là kiểu nghệ, khá là kiểu camping luôn. Ok đấy anh em ạ, đấy, bên này sẽ có kiểu mấy chỗ các bạn đang kiểu check in cái thứ này. À, có thể là một vài cái bách này sẽ là một vài cái bách để mọi người check in, nhật báo cố đô này, à, bách này khá là nghệ, tôi cũng check về kiểu, chỗ này mình nghe thấy có một chút nhạc anh em ạ, ok. Cho đến đây là bắt đầu gần hết hạn luôn rồi. Trên này mình nghĩ là chắc là nhà hàng, thấy nhạc nhẽo khá là kiểu vui. Đây là mình lại quay lại cái chỗ ban đầu, chắc đến đây là hết rồi nhỉ. Ok, là mình cũng đi ra chỗ lấy xe rồi. Thì hôm nay cũng chỉ là một chiếc vlog kiểu mình như mọi người đi lanh quanh mấy điểm của Ninh Bình thôi, không có những cái chia sẻ gì nhiều. Nhưng mà anh em xem mà thích kiểu tôi ra tiếp những cái vlog kiểu đi chơi kiểu này, tôi cũng có thể nói một chút đến những ảnh. Vlog này nó sẽ kiểu dạng daily thôi. Thực ra tôi rất thích làm mấy kiểu daily nhỉ, kiểu mỗi ngày. Thì tôi cảm thấy tôi hay có mấy cái kiểu ngày kiểu vui thì tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi kiểu nha. Ok, nhưng mà thấy hay thì anh em có thể comment xuống dưới cho mình biết nhé, để mình tiếp tục ra những cái vlog kiểu dạng như này. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều bởi vì đã theo dõi vlog đến đây. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lượn một vài vòng Ninh Bình nhá, rồi chúng ta sẽ về nhà. Được quá ấy các bạn.